Cuối tuần này thì giải vô địch quốc gia V-League sẽ bước vào vòng 7. Câu lạc bộ Khánh Hòa đang gặp nhiều khó khăn vào lúc này khi chỉ đứng thứ 3 từ dưới lên. Huấn luyện viên Võ Đình Tân thì mới chia tay và ở vòng này đối thủ lại là đương kim vô địch câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đó chắc chắn là một thử thách không nhỏ cho một ban huấn luyện hoàn toàn mới. Huấn luyện viên Trần Trọng Bình, người từng là trợ lý cho huấn luyện viên Võ Đình Tân, sẽ là huấn luyện viên trưởng mới của câu lạc bộ Khánh Hòa. Hỗ trợ cho ông là các huấn luyện viên Nguyễn Tấn Điền và đặc biệt là Lê Tấn Tài, một tiền vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam. Trận đấu đầu tiên của những người mới này giữa câu lạc bộ Khánh Hòa và câu lạc bộ Công an Hà Nội tại vòng 7 của V-League sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 12. Kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem. Thưa quý vị, như tối qua chúng tôi đã đưa tin, vận động viên thể dục dụng cụ trẻ tuổi Nguyễn Minh Chiết đang ở tình trạng rất nguy kịch bởi một chấn thương nghiệt ngã em đã gặp phải khi thực hiện một động tác tập luyện. Vẫn biết chọn theo đuổi thể dục dụng cụ là sẵn sàng làm quen với những cú ngã khi đang thực hiện các động tác khó trên không trung. Nhưng đến giờ thì vẫn chưa một ai trong đội thể dục dụng cụ trẻ quốc gia có thể tin được chấn thương của Minh Chiết lại nghiêm trọng đến như vậy. Chàng trai 17 tuổi Nguyễn Minh Chiết được khen là ngoan ngoãn, chăm chỉ và tiến bộ rất nhanh trong tập luyện. Ở bên cậu học trò suốt 10 năm, rồi chứng kiến sự nghiệp của em phải kết thúc chỉ sau một tích tắc, huấn luyện viên Hầu Trung Linh vẫn chưa hết bàng hoàng. Bởi vì hiếm có vận động viên thể dục dụng cụ nào chưa từng tiếp đệm mút bằng đầu hay bằng cổ, nhưng chưa ai bị chấn thương ở mức độ này cả. Cái chấn thương này xảy ra thực ra thì nó là quá hữu và cực kỳ đột ngột. Và khi xảy ra cái chấn thương này thì mọi người đều cảm thấy là ngoài cái sức tưởng tượng. Đây là cái gọi là cái cú sốc rất là lớn trong cái cuộc đời làm huấn luyện của mình. Về thể thao ấy thì các bạn là có thể tiếp đất, tiếp vùng cổ này, vùng gáy, vùng vai, nhưng mà đôi khi nó không có chấn thương. Nhưng mà tùy bệnh nhân ạ. Đối với cậu Chiết này 17 tuổi, mức độ bệnh là rất nặng nề. Chấn thương ở cổ C5, C6 và mức ACSA cũng là mức độ nặng nhất của cái chấn thương này. Về bản thân ngành y chúng tôi là chúng ta luôn hy vọng cho bệnh nhân. Đấy, chúng ta luôn đặt một niềm hy vọng rất là cao. Đấy, mình sẽ làm hết sức cho bệnh nhân. Thưa quý vị khán giả, tôi đang có mặt ở trong khu hồi sức khoa ngoại tại Bệnh viện Bạch Mai. Vận động viên Nguyễn Minh Chiết đang được hồi sức tại đây. Lúc này thì Nguyễn Minh Chiết không phải ở nằm trong tình trạng hôn mê. Bạn ấy vẫn có ý thức và vẫn có thể nghe được những lời động viên của mọi người. Vì thế nên đây cũng đang là nơi mà các bác sĩ cũng như người nhà bệnh nhân đang rất chờ đợi và một phép màu để chàng trai này có thể hồi phục. Trong lúc khó khăn nguy kịch, gia đình Minh Chiết đã không phải đối mặt một mình. Toàn bộ tiền điều trị cho em được bảo hiểm và Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội chi trả. Sau khi Liên đoàn Thể dục Việt Nam kêu gọi sự ủng hộ từ xã hội, cùng với các phương tiện thông tin đại chúng chia sẻ rộng rãi câu chuyện của em, thì hôm nay số tiền quyên góp cho Minh Chiết đã là một con số không nhỏ. Gia đình của Minh Chiết hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vì thế sự ủng hộ này là rất kịp thời và quý giá. Thế nhưng với gia đình, bây giờ chỉ còn một mong muốn duy nhất mà thôi. Tôi mong muốn cái gia đình bây giờ không khác, có cái gì khác ngoài cái đứng là nó được sống với bọn chúng. Đấy là cái mong muốn của chú. Tương lai nó vượt qua được mà sống được với bọn chú. Và chiều qua đã diễn ra 4 trận đấu tại vòng 11 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023. Trong đó tâm điểm chắc chắn sẽ là cuộc đọ sức giữa Than khoáng sản Việt Nam và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Đây là trận đấu mang tính chất quyết định cho cuộc đua vô địch giữa 3 đội bóng dẫn đầu. Sau khi hòa không đều ở hiệp thi đấu thứ nhất, câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam trong trang phục màu đỏ đã có bàn thắng mở tỷ số đầy bất ngờ khi Thúy Hằng tỏa sáng bằng một pha ghi bàn đẹp mắt. Nhưng cũng không phải chờ quá lâu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã có bàn gỡ hòa một đều trên chấm 11m của Thúy Trang. Và một đều cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Ở trận đấu giữa hai đội cuối bảng là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2 và Sơn La cũng kết thúc với kết quả tương tự. Còn Phong Phú Hà Nam cũng có chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Hà Nội 2. Và cuối cùng câu lạc bộ Hà Nội 1 đã có chiến thắng 3-1 đầy quan trọng trước Thái Nguyên TVT để qua đó khép lại vòng đấu thứ 11. Câu lạc bộ Hà Nội 1 vươn lên dẫn đầu bảng với 28 điểm, đứng ngay sau là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 với 26 điểm, bằng điểm số nhưng Than khoáng sản Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 3 do kém hơn về chỉ số phụ. Câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam đứng ở vị trí thứ 4 với 19 điểm, đứng cuối cùng bảng xếp hạng vẫn là câu lạc bộ Sơn La khi chưa có được điểm số nào.
SEA Games 32 năm 2023 đánh dấu một kỳ đại hội thành công của thể thao Việt Nam. Các vận động viên của chúng ta đã thi đấu đầy nỗ lực để mang về những tấm huy chương danh giá và một trong số đó tới từ môn moay của nữ võ sĩ Phương Thủy. Tôi là Triệu Thị Phương Thủy. Tôi là cô gái dân tộc Dao, Yên Lập, Phú Thọ. Tôi rất thích võ. Tôi là võ sĩ của đội tuyển quốc gia. Hành trình đáng nhớ nhất của em đó là huy chương vàng của SEA Games 32 ạ. Nó là mục tiêu và ước mơ lớn nhất mà từ trước đến giờ em đã từng phấn đấu. SEA Games 31 được huy chương đồng thì em thua vận động viên của Thái Lan. Vận động viên đấy đã từng vô địch rất nhiều giải cả thế giới và châu Á. Và đấy cũng là một mục tiêu để em cố gắng vượt lên chính mình ở SEA Games 32. Trước khi vào thi đấu thì huấn luyện viên của em có nói với em rằng là hãy lấy khán giả của đối thủ làm khán giả của mình. Và em đã cố gắng hết sức những gì mình có để giành được huy chương vàng. Đánh dấu một cột mốc, một khoảng thời gian cố gắng và nỗ lực của em. Em sẽ cố gắng để được vào đội tuyển quốc gia và được thi đấu SEA Games bảo vệ thành tích một lần nữa và nhiều lần nữa. Giải cầu lông quốc tế trung cao tuổi châu Á 2023 là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức. Chính vì vậy vẫn chưa có quá nhiều tên tuổi tham dự. Tuy nhiên không vì vậy mà chất lượng của giải đấu không được đánh giá cao. Và năm nay vẫn có sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch thế giới. Vận động viên Then Linh Ông là nhà đương kim vô địch thế giới nội dung đôi nam trên 65 tuổi. Ông là một tay vượt kỳ cựu và thường xuyên có mặt tại các giải đấu dành cho các vận động viên trung cao tuổi trên thế giới. Trong những giải đấu mà tôi tham gia, kể cả ở các quốc gia châu Âu, thì đây là một giải đấu rất hay. Các vận động viên của Việt Nam thi đấu khá tốt, nhưng do ít được thi đấu với nhiều quốc gia khác nên còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi hy vọng lần tới giải sẽ thu hút được nhiều vận động viên hơn nữa để tăng tính cạnh tranh của giải. Có một nét đặc biệt của giải là việc ban tổ chức cho phép các vận động viên ở hai quốc gia khác nhau có thể ghép cặp với nhau vừa để thi đấu, vừa để giao lưu kết bạn, không biên giới. Chính điều này đã tạo nên nét đẹp, nét nhân văn mà có lẽ đối với những vận động viên này, với họ đây là điều còn quan trọng hơn cả việc giành thành tích cao tại giải. Hồng Lạc Việt là môn võ cổ truyền đã được đưa vào phát triển trong học đường tại huyện Mỹ Đức với mong muốn sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy những nét đẹp của võ cổ truyền dân tộc. Ra đời cách đây 23 năm, được phát triển trên nền tảng của võ thuật cổ truyền Việt Nam, môn phái Hồng Lạc Việt do võ sư đạo diễn Nguyễn Khắc Trịnh sáng lập là môn võ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, có sự tiếp thu, trau chuốt cả về võ đức và võ đạo. Việc đưa môn võ truyền thống này trở thành môn học giáo dục thể chất cho học sinh trên toàn địa bàn huyện Mỹ Đức nhằm xây dựng những giá trị nhân văn, gìn giữ bản sắc tinh hoa dân tộc, giúp các em trở thành những người có nhân cách tốt trong cuộc sống. Chúng tôi đã mời các thầy ở võ phái Hồng Lạc Việt vào giảng dạy cho các học sinh. Thì qua thời gian giảng dạy được gần 2 năm, thì chúng tôi thấy rằng là vai trò của việc học võ nó đã phát huy rất là tốt. Các con học sinh cũng đã rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh và ý chí nghị lực các con, tăng thêm cái tinh thần đoàn kết để các con học tập tốt hơn. Thưa quý vị, lần đầu tiên tỉnh Lai Châu tổ chức một giải đấu leo núi đã thu hút tới 400 vận động viên trên mọi miền tổ quốc tham dự. Bên cạnh việc tạo cơ hội cho các vận động viên được khám phá, trải nghiệm và chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn, giải đấu đã trở thành một tiềm năng lớn để phát triển nền kinh tế địa phương. Sự kiện thể thao này là cơ hội để tỉnh Lai Châu phát triển các môn thể thao mạo hiểm gắn liền với du lịch để phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra, còn đem lại thu nhập ổn định cho người dân tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường khi đi hỗ trợ các khách du lịch leo núi với tên gọi là người Botter. Đấy, em thấy công việc này cũng đối với em cũng bình thường, nhưng mà mấy chuyến đi lại thì nó mang kiểu như là về thu nhập không nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ chi tiêu hàng ngày cho em. Còn với những Botter khác như anh Giàng A Măng, ngoài việc đồng áng ra thì những cuốc xe đưa khách du lịch đi khám phá núi rừng cũng giúp thu nhập gia đình anh được ổn định hơn. Mình được 2 chuyến thì được khoảng 300 thì cũng coi như là ổn trong mình làm theo ngày. Cũng hy vọng với những tiềm năng được thiên nhiên ban tặng, tỉnh Lai Châu trong thời gian tới sẽ phát triển bền vững và hiệu quả về thể thao du lịch mạo hiểm.